Tì chia sẻ. Rồi thôi giờ giờ cái Tì làm phim đưa mắt cho mẹ coi đi nha. Và đưa mắt cho các bạn coi mấy bạn đính hiệu vậy. 19 cộng 7 nha. Rồi thử 19 cộng 3 13 cộng 15 nha. Rồi 13 cộng 15. Giờ chúng ta là 13 vậy sao? 13 15 10. 10 thêm 5 nữa. 1 2 3 4 5. Vậy là bằng bao nhiêu? Bằng 28. Hay quá. Rồi 11 cộng 12. 11 cộng 12 nha. 11 cộng 12 10 1 2 3 23. Hay quá ta. 13 cộng 12. 13 cộng 12 nha. 13 nè. Cộng 12 10 1 2 3 bằng bao nhiêu? 25. Hay quá ta. 12 cộng 14. 12 cộng 14 nha. 12 cộng 14 10 1 2 3 4 bằng 26. Giỏi quá. Rồi, giờ thử làm nãy là mình làm trong phạm vi 30 á. Thử tính số này nha. 17 cộng 12. 17 cộng 12 nha. 17 nè. Cộng 12 10 1 2 3 29. Đúng rồi. Ha, bạn nào đang bối rối chuyện làm phim ra mắt á thì các bạn cứ xem video này các bạn sẽ biết nha. À rồi, có gì cái Ti hướng dẫn tận tình cho các bạn ha. Giờ mẹ ví dụ 5 cộng 7 đi. Con tính 5 cộng 7 đi. 5 cộng 7. 1 2 3 4 5 1 5 5 tính lại các. Rồi đếm 7. 7 nha. 1 2 3 4. Rồi hết bàn tay này hết rồi, con chuyển sang bàn tay kia. 4 5 chuyển sang một ngón, 5 mà chuyển sang tay này nữa, 2 ngón nữa, 6 thêm ngón nữa, 7 là bao nhiêu? 5 cộng 7 là 12. 12. Rồi 5 cộng 6. 5 cộng 6 nha. 5 rồi. 6 1 2 3 4 hết bàn tay chuyển qua bên kia, 1 ngón, 5 chuyển qua bên này 1 ngón. 6 là bao nhiêu? Là 11. Đúng rồi. 8 cộng 9. 8 cộng 9 nha. 8 8 đến 1. 9 1 hết hết bàn tay chuyển 2, đúng rồi, chuyển qua tiếp nha. 4 5 6 7 8 8 9 9 là bao nhiêu? Bằng 17. Ôi giỏi quá. Rồi, tiếp nha. 9 cộng 6. 9 cộng 6 nha. 9 cộng 6. 1. Bàn tay này khép lại. Khép lại. Rồi, tiếp đếm 2 bàn tay. Bàn tay không. 2 bàn tay này mở ra, đúng rồi. Rồi, đếm tiếp. 2 3 4 5 6. Bằng bao nhiêu? Bằng 15. Đúng rồi, 9 cộng 6 15. Giỏi quá. Cái Tim muốn làm tiếp nữa không? Bây giờ mình là thử làm trong phạm vi 40 nha. 40 luôn, con chưa học tới. Thử không? Hay vậy bây giờ. Rồi giờ chỉ làm trong phạm vi 30 thôi. Thôi bây giờ mình làm một cái phép tính này nha. Thôi giờ nè, mẹ đưa phép tính ra con làm. Những cái phép tính mà mẹ chỉ con làm đó ha. Giờ mình làm trong phạm vi 20 nha. À phạm vi 20 đi ha. Rồi. 15 cộng 4. 15 cộng 4 nha. 15 cộng 4 thêm, 10. À, thêm 4 5 đếm một số thì đếm bên đây, số 4 thì đếm bên tay này. 1 2 3 4 5 19. Đúng rồi. Rồi.
13 cộng 6. 13 cộng 6 3. 1 2 2 3 4 5 6 3 19. Rồi, 12 cộng 7. 12 cộng 7 nha. 12 nè. 7 1 2 3 4 5 6 7 19 luôn. Yeah, 19 luôn. 11 cộng 8. 11 cộng 8 11 cộng 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bằng 19 luôn. Nãy giờ nhiều số 19 quá ha. À. 13 cộng 5. 13 cộng 5 nè. À. 13 cộng 5 1 2 3 4 5 bằng 18. Giỏi quá. Rồi chuyển sang tới phạm vi 30 nè. 13 cộng 16. 13 cộng 16 13 10 1 2 3 4 5 6 bằng 29. Đúng rồi. 12 cộng 11. 12 cộng 11 nha. 12 cộng 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8. Tính lại coi 12 cộng 11. À, khép hai bàn tay lại, khép hai bàn tay tính lại. 12 đưa 12 lên. 12. 12 đúng cộng rồi. 11. 10. 10 thêm 1 nữa. 1 là nhiêu? Là 23. Đúng rồi, giỏi quá. Giờ mình tính lại một lần nữa. Trong phạm vi 20 nhưng mà mình sẽ chuyển bàn tay ha. Đây. 10 17 cộng thôi xin lỗi. 9 cộng 7. 9 cộng 7 nha. 9 9 9 à, cộng thêm 7 thêm 7 à. 1 2 3 1. Bàn tay này là con chuyển qua bàn tay này. 2 2 nè. 2 3 4 5 6 7 là bằng bao nhiêu? Bằng 17. Coi lại 16 đúng rồi. Rồi 8 cộng 5. 8 cộng 5 nha. Bây giờ 8 cộng 5 8. 8 5 1 2 2 3 4 5 bằng nhiêu? 14. 14. Giờ ngón tay 14, số 14 nè. 14 đúng rồi. 6 cộng 7. 6 cộng 7. 6 cộng 7. 1 2. 6 cộng 7. Ở bên đây còn ngón mà. 6 nè, cộng thêm 7 1 nè. Đợi số 6 cộng 7. 6 1 2 3. Hết ngón chuyển qua bàn tay thứ 4 rồi chuyển lại 5 6 7 là bằng bao nhiêu? 13. Rồi, giờ mình làm một phép tính nữa. Cũng trong phạm vi 20 cho thuần thục nha. Mình tính cái 7 cộng 8. 7 cộng 8. 7. 7. 8, 1, 2, 2. Hết bàn tay 3, chuyển qua 3. Rồi, chuyển qua 4, bàn tay này. Rồi. 5, 6, 7, 8, 8. Đúng rồi, bao nhiêu? 15. Giỏi quá. Rồi. Thêm một bài nữa không? Bài nữa đây là mình... thêm hai bài nữa nha. Rồi, hai bài nữa là mình nghỉ nha. Số nào đây? 7 cộng 5. 7 cộng 5. 2 3 4 5 32. Đúng rồi. Một bài nữa ha. 8 cộng 9. 8 cộng 9. 8 đâu? 8 cộng 3 đâu? 8 là cộng thêm 9 nè. 9. 8 nè. 8. Đúng không? 5 6 7 9 9 1 1 2 2 3 4 5 6 7. 7 là điểm thêm nữa. 8 8 9 9 bằng bao nhiêu? Bằng 17. 17 hay quá. Bây giờ video cũng tạm over lúc này và
tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào những video Fingermart lần sau nha. Tạm biệt. À, tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Kitty nha. Để theo dõi và cùng học với Kitty ha. À, bye bye các bạn.